Tôi đã phân anh Lê Hữu Thành là vừa thắng chị Hồ Thị Thanh Hồng, một kiện tướng quốc gia của Bình Định, và được vào thẳng. Và lần này thì anh Thành được đi trước đấy, nó bắt đầu sẽ hấp dẫn hơn đấy. Tại vì anh Mẫn là chỉ cần hòa thôi đúng không? Anh Lê Hữu Thành là buộc phải giành chiến thắng. Pháo đầu rồi, đấy Bình Phong Mã là rất hay. Đấy, Bình Phong Mã tiến Bình 7 rồi, quá hà xa. Như vậy là trở thành thế trận pháo đầu đối Bình Phong Mã và trung pháo quá hà xa. Giờ hệ thống Bình Pháo đổi xe tốc độ 1, tốc tấn trung bình các bạn ạ. Đây là thế trận đối công gay gắt nhất đấy. Gắt nhất đây. Thoái mã cung. Thái cung đây là một thế biến. Anh Thành rất thuộc bài đấy nhá. Tiến pháo quá hàng ấy. Ở đây là cái thế trận mà mã 3 thoái 5 là một cái thế trận là các kỳ thủ mới nghiên cứu trong thời gian gần đây. Nó đầu tiên thì nó tưởng là yếu, nhưng mà về sau này mới thấy là một cái thế trận nó cũng rất là phức tạp. Tôi nhớ là trong một cái thế trận như này có một cái biến của khi mà kỳ thủ Hứa Ngân Xuyên gặp Hồng Chí thì phải, thì đã có một cái biến thí xe rất là hay. Ở chỗ là khi mà bên đối phương mà bình con pháo vào, bắt xe và bình pháo vào đầu ấy, thì có cái biến là xe ăn thẳng xuống mã. Quật pháo đầu lên tốt đầu, và khi mà pháo bình bắt thì là ăn thẳng xe xuống mã, phế luôn. Thì mặc kệ cho pháo quật sang, và một cái thế trận rất là hay, quyết đối công rất quyết liệt. Nhưng ở đây thì anh Mẫn đã chọn phương án là đi binh 3 tiến 1, thí binh, để mục đích là tránh cho pháo 2 bình 5 vào đầu. Đây theo thông lệ thì gan tốt lên bình thường thôi. Cảm ơn bạn Nguyễn Gia Hiếu. Chúng ta thử cùng đánh giá về hình cờ và phân tích các nước đi tiếp theo. Vâng, bình pháo đuổi xe. Như vậy là bình xe đấu các bạn ạ. Cái này thì tôi nghĩ là những cái nước cờ này thì nó là book, nó gần như là lao mã lên khai cuộc trong sách này, nên là nó không có cái gì mới ở đây cả. Và dường như là anh Mẫn chọn cái đường này thì có lẽ là một trong những cái đường mà bình ổn hơn so với các biến khác ở trong cái thế trận này. Dạ. Bởi vì anh Mẫn là chỉ cần hòa thôi, anh chị ạ. Nên là cái anh ấy chọn một cái biến mà nó không có cái tính đối công cao nhất ở trong khai cuộc này. Như vậy là vẫn đang anh Thành là chủ động đưa vào cái hình cờ là có pháo trống. Quyết tâm làm khó đấy. Nhưng mà cũng có thể là vẫn ăn mã lên bình thường. Ăn mã lên thì là sẽ đấm tốt đầu sang. Và đấm tốt đầu sang thì nhảy mã ngũ vân vân. Thì đấy là mặc đấy. Dù là bỏ trước hai tốt nhưng sau là sẽ gỡ lại. Tận Minh Vũ bảo pháo trống thôi, đánh đến chết. Bây giờ nếu không thắng thì hòa thì cũng như thua. Đấy, cũng coi như là bị loại. Thì bây giờ là phải cố gắng hết sức thôi. Tôi nghĩ chắc là phải mã 7 tiến 5 rồi. Và bên bên đỏ sẽ hai lựa chọn, một là ăn pháo lên hay là đấm tốt 7 5 tiến 1 qua sông thôi. Thì bên xanh thì sẽ mã 6 tiến 5. Đã đánh như này là chắc phải ăn pháo lên rồi anh chị ạ. Quyết để có pháo trống ấy. Không, nếu ăn pháo lên đâu phải tiến tốt lên, chứ ăn pháo lên thì người ta đi mã 6 tiến 5 ta ăn luôn, thì ăn luôn tốt mà dọa chiếu thì cũng không có ưu thế gì đâu. Xong người ta ăn về tốt, ta đang bắt pháo. Người ta lợi tiền bắt pháo liên tục. Bây giờ bên đen cũng đóng pháo đầu sao? Đấy, có hai phương án. Một đóng pháo đầu, hai là nhảy mã qua. Đóng pháo đầu xong triệt tiêu luôn một pháo đi, thế là đỡ áp lực. Lúc đấy có lẽ là lúc đấy bên đỏ chỉ còn mã thôi, không còn pháo nữa, là sẽ khó để mà tạo đột biến hơn. Nhưng mà như thế thì bên đỏ sẽ có sống được một hai con tốt.
Và chúng ta thấy là cái chiến ý của anh Lê Hữu Thành đã thể hiện ngay từ khai cuộc rồi. Anh ấy rất quyết tâm là đưa vào một cuộc đối công, một tấn công, và mình sẽ chủ động hơn bằng việc là cầm quân đỏ đi trước. Đó, trong khi anh Mẫn là cố gắng là đang giảm áp. Bởi vì mục tiêu của kiện tướng quốc gia Nguyễn Anh Mẫn là chỉ cần thủ hòa ở ván đấu này. Tất nhiên thắng thì hay hơn, thế nhưng mà nếu hòa thì cũng là một kết quả tốt rồi, bởi vì anh sẽ giành vé đi tiếp. Nhưng ở đây tôi nghĩ là rất có khả năng là anh sẽ đi pháo 2 bình 5 đấy. Pháo 2 bình 5 thì nếu tốt ăn xuống thì đơn giản là sẽ quật pháo đi thôi. Xin chào bạn Ricky Nguyễn, chào bạn Vi Nguyễn. À, chào bạn Đức Lương. Bạn Đức Lương ở Đắk Nông vô địch ạ. Bây giờ chúng ta thấy là nếu như đi pháo 2 bình 5 thì mặc dù là bên đỏ sẽ hơn 2 tốt, thế nhưng mà bên xanh thì bù lại là có xe pháo mã, mà các quân triển khai rất là nhanh, xe pháo mã để triển khai nhanh, trong khi đó thì bên đỏ xe hai mã triển khai rất là chậm, thì sẽ cái ưu thế hai tốt này nó sẽ bị bù đắp bởi cái ưu thế ra quân nhanh của bên xanh. Do vậy là bên xanh hoàn toàn có thể đối chọi sòng phẳng đối với bên đỏ. Và cờ này thì chúng ta cũng không thể khẳng định được là bên đỏ có thể ưu thế đâu. À, thực ra tấn công nhiều thế nhưng mà cứ bị đổi quân ấy, là dần dần là cái lực tấn công nó cũng cứ thế là nó giảm dần thôi. Vâng. Thế chính vì vậy nên nhiều khi là những cái thế trận xô sát này có khi có những diễn biến hòa. Vâng, kết quả hòa nhiều rất là bất ngờ ở chỗ đây. Vâng. Đây, đây. Bạn Đức Lương và Hữu Thành cố lên, anh em Đắk Nông luôn bên bạn. Vâng, chắc là một người bạn của kỳ thủ Lê Hữu Thành. Như vậy là anh Mẫn đã quyết định là mã tiến 5. Và đây thì với bình pháo sau vào cơ. Đấy, đe dọa là ăn tốt, và nếu chạy tốt thì sẽ là mã tiến 6 chiếu. Và như vậy thì là nó sẽ rất nguy hiểm ở bên đỏ. Nào bây giờ giữ tốt hay là không giữ đây? Có lẽ là vẫn cứ phải mã 8 đến 7 đây, tại vì nếu mà không thì ta ăn về tốt, đằng nào ta vừa bắt tốt rồi vừa nhảy mã dọa chiếu. Hay nói cái khác là đằng nào mình cũng không tránh được nước chiếu. Nước chiếu thì phải lên tướng thôi. Rồi theo tôi cũng vẫn có thể chọn giải pháp và giữ tốt. Có thể chơi tốt 7 đến 1, chiếu lên tướng. À, nếu bên đen chạy pháo đi thì mình cũng lên mã. Và nếu bên kia xuất xe thì cũng mời xe, xuất xe đấu luôn. À, sẽ có cái lợi thế là qua được 2 con tốt. Không kịp xuất xe, không kịp lên mã. Người ta lăng mã chiếu. Thì lên tướng. Lên tướng rồi. Người bên, người ta phóng pháo, ta đè. Phóng pháo xuống đè à? Vâng, xong rồi xuất xe ra. Hoặc có thể họ xuất xe ra luôn. Xuống đè thì phải lên xe rồi. Lúc đấy thì chấp nhận là con tướng. Đấy, xe tiến 1 đấy. Phải để... Mặc dù là như vậy nhưng mà anh Mẫn đã nhanh tay diệt luôn hai tốt, cũng không ham chiếu làm gì. Thực ra xe đã tiến rồi thì không chiếu nữa, buộc phải ăn tốt thôi. Đấy, như vậy là bây giờ chỉ còn hơn có một tốt thôi, mà nhưng mà con tốt này cũng rất khó giữ. Và bên xanh thì là triển khai quân rất nhanh. Bây giờ sau khi mà ăn pháo thì ăn sĩ lên. Nếu mà chạy tốt thì bị pháo trống. Đấy. Nếu mà lên mã thì chắc chắn là bên xanh ăn tốt thôi, và như vậy thì thế trận rất là cân bằng và gần như là bên đỏ vô cùng khó thắng đấy. Một là ăn tốt, hay là ăn pháo trước xong người ăn tượng lên thì ăn mã về tốt, thì như vậy là bên xanh đỡ được hết. Chúng
ta cùng chờ xem liệu là Nguyễn Anh Mẫn có đấu pháo không. Thông thường thì chúng ta nghĩ là chắc là các kỳ thủ sẽ lựa chọn là ăn pháo, sau khi tượng ăn lên thì ăn mã về tốt, thế như vậy là thế trận cân bằng, ăn tốt trước, cũng vậy thôi. À, bây giờ bình xe sang bình xe đi đâu đây? Bình xe sang lộ 4 được không các bạn? Bình xe sang lộ 4 thì chuẩn bị lên sĩ 4 tiến 5. Xe lộ 4 thì họ ăn pháo luôn, họ cột pháo luôn, xong đó đóng pháo vào. Đóng pháo luôn. Đằng nào cũng đóng pháo mà. À, như vậy bây giờ là chỉ còn hai mã thôi thì rất khó chơi. Đánh như thế này thì bên xanh lại xuất xe nhanh nữa. Vâng. Đi nước cờ đấy khá mất nước. Không có sự đột phá. Cái nước bắt pháo vào rồi cảm giác nó. Bây giờ lên sĩ thì rất dở, lên sĩ thì xe 1 bình 3 thì rất khó, khó đi đấy. Chạy thì mất tượng. Mà lên giữ thì họ tiến xe họ đè thì rất là khó chịu. Lên đây nguy hiểm lắm đấy. Lên mã thì tôi nghĩ là đi mã 5 tiến 4 thì có khi còn thua. Đấy, cứ đi mã 5 tiến 4 sao? Mã 5 tiến 4 luôn thì sao nhỉ? Vâng. Mã 5 tiến 4 luôn đi. Đang bắt mã. Nếu ăn mã lên thì có thể ăn vừa ăn mã vừa ăn tượng. Ăn mã lên thì quật chiếu tướng đấy. Quật chiếu tướng xong rồi đấy, vừa ăn mã vừa ăn tượng. Thì là cờ tàn đấy là ưu thế đấy nhá. Ưu thế mà cũng có khả năng giành được chiến thắng ấy, chứ không phải hòa đâu nhé. Tôi nghĩ đến thời điểm này là anh Mẫn có lẽ không muốn, không chỉ muốn hòa đâu. Bởi vì sau khi đã bẻ gãy hết các đợt tấn công của đối phương rồi. Và về binh chủng thì là pháo mã sẽ dễ chơi hơn so với hai mã. Đây giờ cái nước mà tiến xe đè cũng hay. À, ở đây là một nước tiến xe nhưng mà khống chế cả hai mã cùng lúc đấy các bạn. Mất chạy quân mã đấy. Nọ là mất mã kia. Đi tiến xe lên là xe pháo 5 bình 3 mất quân này. Pháo 5 bình 3 là bên đỏ mất quân này. Đấy, cho nên tôi nghĩ rằng cái nước sĩ 6 tiến 5 của anh Thành mã 5 tiến 3 cũng mất quân anh. Mã 5 tiến 3 thì nó chậm hơn, đi pháo 5 bình 3 bắt luôn. Có gì chậm đâu, đang bắt trực tiếp mã cứ mã ngũ mà. Đúng rồi. Hai nước như nhau thật. Đấy, mất quân rồi, đến đây thua. Bây giờ mất quân thì là thua chứ không phải là hòa đâu. Mã 5 tiến 3 hay hơn là pháo 5 bình 3, tôi cho rằng như vậy. À, bạn Linh Trần mà anh Bình viết về Lại Lý Huynh đi. À, Lại Lý Huynh thì tôi cũng có viết nhiều rồi. À, ngày xưa thì báo Thể thao Thành phố là chỗ tạp chí thì tôi cũng có tham gia nhiều bài. Rồi trên các diễn đàn. Đến đây thì quá khó cho anh Lê Hữu Thành rồi. Đến đây thì hòa cũng khó chứ đừng có nói gì là đến thắng nữa. Vâng, đúng rồi anh Văn Quốc bảo, một nước rất căn bản đấy, khóa cả hai đường mã, cả hai con mã luôn. Vâng, hơi tiếc cho đại diện đến từ Đắk Nông, trong cái thế cờ rất là xô xát thì cuối cùng là anh không tận dụng được, cũng không biến ưu thế thành thắng lợi được trước một kỳ thủ rất là dày dặn kinh nghiệm như Nguyễn Anh Mẫn. Thì cuối cùng là anh Mẫn đã vượt qua được cái sức ép ban đầu và bây giờ đang tạo một cái lợi thế rất lớn khi mà gần như là bắt chết quân của bên đỏ rồi. Đấy, chúng ta thấy rằng bên đỏ cũng không có một đường nào để mà chạy thoát quân mã cả. Tôi có cảm giác thì ở ván đấu này thì anh Lê Hữu Thành có vẻ cũng hơi hơi nóng vội và có phần có phần lộ cái ý đồ rõ chiến quá, quá và do vậy là anh Nguyễn Anh Mẫn có thể nói là bắt bài ngay. Và đây thì chúng ta thấy là rõ ràng là một cái thế trận đã bị bắt bài rồi, đến đây thì mất quân thì có lẽ thua rồi. Chắc chắn là xe ăn xuống mã thôi.
Thế đây bên đen còn đánh luôn. Lao mạ bắt xe được không? Mã 3 tiến 4. Đánh trước đỡ sau. À. Như vậy là cục diện thì đã định rồi. Với kết quả này thì chắc chắn Nguyễn Anh Mẫn sẽ có mặt ở vòng sau, dù thắng hay hòa ván đấu này. Theo tôi thì khả năng đối với anh Nguyễn Anh Mẫn thì ván này rất là khó để mà anh đánh, để mà đỡ hòa được anh ấy đấy. Lại Lý Huynh và Nguyễn Minh Nhật Quang thì họ gặp nhau suốt nhưng mà có thắng có thua. Nhưng mà nhìn chung thì Huynh vẫn nhỉnh hơn một chút. Một chút thôi. Còn trong một cái trận đấu cụ thể thì thắng thua thì không biết được. Và như vậy thì thời gian của anh Nguyễn Anh Mẫn còn khá là nhiều. Cho nên là với một cái hình cờ như này thì không khó để mà giải quyết. Đấy, lao mã đuổi xe. Nhảy chiếu đi đã. Bình pháo bắt xe. Bây giờ lên... có một con mã ở trên thì đánh cái gì các bạn? Mã nhảy đi đâu cũng lên sĩ, lên sĩ bắt xe rất là khó chịu. Thua các bạn ạ, thua, cờ này hòa không hòa được. Giờ sĩ 4 hoặc sĩ 6 tiến 5 hoặc là sau đó là sĩ 5 lại tiến 4 nữa. Thì bắt xe thì nguy hiểm lắm rồi. Cuối cùng như tôi cho rằng là cái chiến lược của anh Thành có vẻ như là không phù hợp trong cái hoàn cảnh này. Tại vì khi mà đối thủ đầu với một cái thì thủ rất là mạnh ấy, mình tổ chức công sát sớm thì dường như là người ta có thể hóa giải một cách dễ dàng và người ta phản công lại thì mình thường là thất bại. Bạn Lê Lại Phước Hòa bảo là anh Lê Hữu Thành là cũng thuộc cấp tấn trung binh, thế nhưng mà hình như cái biến mà nhảy mã về cung thì lại chưa học. Cũng chưa hẳn đâu. Nhảy mã về cung xong đối phó bằng khóa 8 trên 4 là khá chuẩn đấy. Nó diễn biến về sau nó phức tạp quá thì có lẽ là chưa sâu, chưa luyện kỹ. Thực ra tôi nghĩ thì không phải là các anh không thuộc đâu, những cái nước cờ đầu tiên thì tôi thấy là đi đều đúng sách hết cả. Đi chuẩn đấy chứ. Không có sai nước nào cả, còn nước về sau là đấu về trung tàn thôi. Thì xe pháo mã đánh với xe hai mã này thì chuyện rất là bình thường. Và hai bên thì thực ra là đến trận đến những nước cuối là cân bằng. Và bên đỏ thì thất thế hơn một chút xíu thôi. Tuy nhiên là sau đó thì bên đỏ đi một số nước nó không được chuẩn xác lắm và dẫn đến thế thua. Chứ cũng không thể nói là vì là không thuộc cái trận đấy được. Bạn Ninh Tống xếp cờ tướng Việt Nam hiện nay 1 huynh, 2 quang, 3 đạt, 4 tiến, 5 bảo. Tôi không đồng ý. 1 huynh, 2 bảo thì hợp lý hơn. Bởi vì căn cứ vào những gì kết quả thi đấu gần đây, đặc biệt là anh Bảo vừa rồi đã giờ mã 3 thoái 4 là dễ mất quân lắm đây này. Mã 3 thoái 4 thì con xe đi đâu đó vâng phải tiến xe rồi. Chiếu xe 3 tiến 3 chiếu đến đây thì nguy hiểm quá này. Vâng, xe 3 tiến 3 chiếu thôi. Ông ăn sang sĩ thôi. Đấy thì đến đây thì vỡ cờ thì không thể đỡ được nữa.
nước sau là sẽ mã 4 thoái 6, xong mã 6 tiến 7. Dường như là không không còn cái phương án nào có thể cầm cự được nữa rồi. Đến đây tôi cảm giác như anh vẫn anh rất thuộc này, anh có thể đi ngay không cần phải suy nghĩ đâu. Đó. Thoái 5 hoặc thoái 6 đều được. Nó rõ ràng quá rồi mà. Vâng. Đến đây thì thực ra là vẫn chỉ là vấn đề thời gian thôi các bạn. Cũng không không cần phải thời gian đâu, chỉ có 1-2 nước nữa thôi mà. Bây giờ mã 5 tiến 6 là thua rồi. Tôi nghĩ thậm chí là thoái 4 là có khi còn nhanh hơn, nhưng tại vì là mã 5 tiến 6 thì nếu mà máy nó cầm nó cứ đi xe 8 tiến 2, xong rồi mã tiến chiếu xe nó thí. Nếu mà tiến 6 thì dọa tiến 7 thì không, thậm chí xe không thí nổi vào mã để mà đỡ. Thì là hết luôn, không không cho thí luôn. À. Chiếu xong rồi bình phá chiếu cục ngay. À. Vâng. Như vậy anh Lê Hữu Thành đã bắt tay chịu thua, nhưng mà anh phải đánh đến nước cuối cùng các bạn ạ, phải phải cục hẳn thì anh không, mới đây đây là nước cuối cùng rồi, tại vì là, lên tướng là bình pháo chiếu là hết cục hẳn thì mới chịu thua thôi. À, xin chúc mừng kỳ thủ Nguyễn Anh Mẫn của đội tuyển cờ tướng thành phố Đà Nẵng. Như vậy anh Mẫn đã chắc chắn là giành một vé vào vòng 1/8. Xin nhấn mạnh là mới là vòng 1/8 thôi nhá. Mỗi bảng đấu sẽ chọn 2 người vào vào 1/8 và sau đó thì đấu loại trực tiếp, bốc thăm chọn màu quân, người nào nếu như ván đấu hòa thì sẽ không rõ là bốc thăm hay là đảo lại vị trí, hình như là đổi màu quân luôn để đánh tiếp vào chớp các bạn ạ.